để cho có biết các bạn còn thời gian bảo hành kỹ thuật qua điện thoại hay không. Các bạn có thể này nó chỉ có 3 tháng thôi kể từ ngày đấy. Thì cái dấu tích thứ nhất là thời gian bảo hành của máy. Thì như các bạn thấy, cây iPhone 5 này anh bạn mình mới mua và thời gian bảo hành của nó là đến ngày 9 tháng 7 năm 2014. Thì từ cái con số này các bạn trừ đi 1 năm là các bạn có thể biết được cái máy đó được kích hoạt vào ngày nào, được bóc siêu và kích hoạt từ ngày nào. Lấy cái con số bảo hành này trừ đi 1 năm đó, thì nếu mà máy nào không bảo hành thì chỉ cần hiện dấu tích đây, máy nào hết bảo hành rồi thì chỉ cần hiện một cái dấu tích ngay đầu thôi là các bạn có thể yên tâm đây là máy chính hãng. Thì cái trang web này nó chỉ có thể biết được là máy chính hãng hay không và thời gian bảo hành máy còn hay không. Thì để chi tiết hơn, các bạn có thể vào trang web iphoneox.com đó. Bạn vào iphoneox.com, nó cũng sẽ kêu các bạn điền số email vào đây. Thì đây cũng là cái số email mà cái iPhone 5 mình vừa check lúc nãy. Bạn bấm vô và bấm nút check. Đây thì các bạn có thể thấy được đây là cây iPhone 5 32GB màu đen, đã được kích hoạt. Thời gian bảo hành kỹ thuật qua điện thoại là ngày 8 tháng 8 năm 2013. Tình trạng máy là đã active, thời gian bảo hành là tháng 9, đây là ngày 9 tháng 7 năm 2014. Thì cái phần quan trọng nhất là phần carrier đây. Thì để biết được máy lock hay là máy quơ thì các bạn xem vào phần này, phần carrier, thì máy của anh bạn mình là máy lock. Nếu mà máy lock thì nó sẽ xuất hiện luôn tên nhà mạng cho các bạn. Thì máy của anh bạn mình là của nhà mạng Vinaphone, mua ở Việt Nam thì nó sẽ xuất hiện Vinaphone luôn. Thì mình thử chép một con khác cũng là máy lock cho các bạn xem. Đây là cũng là máy lock nhưng mà lại là nhà mạng khác. Mình sẽ chép coi nó sẽ xuất hiện đúng nhà mạng nó hay không. Cũng là cái iPhone 5 và iPhone 5 này cũng là lock của nhà mạng Orange, của nhà mạng Orange của Anh, United Kingdom. Và mình sẽ check thử một cái máy Word cho các bạn xem là một cây iPhone 4 Word. Đây, nếu mà máy Word thì cái dòng SIM lock status của các bạn sẽ là unlocked. Nếu mà máy Word thì là unlocked. Còn nếu mà máy lock thì nó sẽ xuất hiện tên nhà mạng cho các bạn. Rất là hay. Thì nếu mà về các bạn muốn biết sâu hơn về thời gian hoặc là modem máy thì các bạn có thể vào trang web này. Đây là trang web cái tiếng gì đó mình cũng không có được rõ, nó bắt buộc các bạn phải đánh số seri chứ không được đánh số email. Đánh số email thì nó sẽ cũng sẽ chẳng ra đây. Mình sẽ lấy cái số email mà cây iPhone 5 của anh bạn mình. Ê, số ê, xin lỗi các bạn, mình sẽ lấy số serial của iPhone 5 của anh bạn mình. Đó. Sau đó các bạn bấm continue để check info máy. Các bạn chờ một tí nó sẽ xuất hiện ra. Đó, thì sau khi xuất hiện thì sau khi điền số serial vào nó sẽ xuất hiện ra như thế này. Modem máy là iPhone 5. Modem là MD2299 là các bạn có thể tham khảo thêm số này từ những cái trang web khác. Và đây là số những cái thông tin máy, cái thông tin về cấu hình máy. Màu sắc máy là màu sắc màu đen. Thì hai cái dòng này nó cho phép các bạn biết được cái máy của bạn được lắp ráp và sản xuất từ thời gian nào. Thì như máy của iPhone 5 đó là được sản xuất vào năm 2013 vào tuần thứ 11, là vào khoảng tháng 3. Và cái modem iPhone 5 này, và cái model iPhone 5 này được giới thiệu vào năm 2012. Máy 32GB được lắp ráp từ nhà máy C3 Trung Quốc. Thì cái qua cái thông số